Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một hôm, có người thông luật kia muốn thử Đức Giêsu, mới đứng lên hỏi người rằng: Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Người đáp: Trong luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? Ông ấy thưa: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Tuy nhiên ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: Nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức Giêsu đáp: Một người kia đi từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy, trông thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy, thấy thế cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari kia đi đường tới chỗ nạn nhân, thấy vậy thì động lòng thương, ông ta lại gần lấy dầu, lấy rượu xức vết thương và cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền trao cho chủ quán và nói: Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu thì khi trở về chính tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, bài tin mừng ngày hôm nay có lẽ chúng ta nghe rất là nhiều rồi. Chúng ta được biết đến là dụ ngôn người Samari nhân hậu. Nhưng để hiểu được bối cảnh của bài tin mừng, anh chị em, chúng ta phải hiểu cái đoạn đầu của nó. Đoạn đầu của nó nói lên cái gì? Thưa anh chị em, đó là từ người thông luật đến hỏi Chúa Giêsu: Tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời, để được hưởng nước trời? Và câu hỏi này, và Chúa Giêsu không trả lời anh ta, nhưng Chúa Giêsu hỏi ngược lại: Anh đọc trong luật thấy gì? Và đây là cái luật mà chúng ta thường nói, nhưng mà chúng ta thường nói tắt nên chúng ta không có hiểu hết được. Mến Chúa yêu người, thưa, cái luật đó không phải đơn thuần là mến Chúa yêu người. Yêu mến Chúa hết lòng, hết tâm hồn, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình. Đây là một cái luật rất khó chứ không phải dễ thành trẻ. Yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực, nghĩa là hết tất cả mọi sự trong cuộc đời của mình, mình phải đặt Chúa lên trên, trên cùng, và yêu mến thật sự. Yêu mến thật sự là một tình yêu một cách trọn vẹn đối với Chúa, thưa anh chị em. Nhưng mà làm sao mình yêu mến Chúa được? Thưa, rất khó. Mình nói mình yêu mến Chúa, nhưng mà yêu mến Chúa thật sự không phải đơn giản, vì mình đâu có thấy Chúa đâu anh chị em. Mình không đụng chạm được Chúa, đâu có dễ mình yêu mến Chúa. Vậy để làm sao để mình hiểu như thế nào là yêu Chúa, thì mình mới hiểu cái vế sau của cái luật này, là yêu mến người thân cận như chính mình. Yêu người thân cận như mình yêu mình. Và tôi thường hay gặp vấn đề ở chỗ đây, là nhiều người chúng ta nghĩ rằng mình phải yêu người thân cận, nhưng mà không phải yêu họ như mình yêu mình. Vì sao? Vì rất là nhiều lần chúng ta không biết yêu chính mình. Yêu bản thân mình thật sự cũng là rất khó. Mình ích kỷ cho bản thân mình chưa chắc là yêu thương mình, đúng không? Mình sống ích kỷ cho bản thân mình chưa chắc là mình yêu thương mình. Mình sống chỉ cho mình mà thôi cũng không phải là yêu thương mình. Yêu thương mình là muốn cái điều tốt cho cuộc đời của mình, và điều tốt đó dưới ánh sáng của Chúa. Cái thứ hai là yêu thương mình nghĩa là phải biết chấp nhận cả những yếu đuối của mình.
chấp nhận những điều gì mà mình chưa hài lòng về bản thân. Vậy thì làm sao để yêu thương mình? Nghĩa là mình hiểu trong cuộc đời của mình có những thứ mình chưa chấp nhận được, có những thứ mình không thích về mình, mình không thích về con người của mình là như thế. Và nhiều người không thích về bản thân mình mà như thế nên sửa nó bằng cách gì? Ví dụ như có người thấy chiều cao của mình nó không có lý tưởng quá so với người khác, nên mình đập ống chân mình ra để mình nới ra cho nó dài hơn. Đó là một dạng không chấp nhận mình, không chấp nhận là mình là như thế. Chúng ta thấy đó là đâu có yêu thương mình. Mình muốn mình phải như một người nào khác. Dĩ nhiên mỗi người chúng ta ai cũng có lý tưởng, nhưng không có nghĩa là mình không có chấp nhận con người mình với những yếu đuối, bất toàn và những điểm mạnh của mình. Vậy thì khi mà tôi chấp nhận yếu đuối, bất toàn của tôi và tôi hiểu rằng con người đó cần được yêu thương, thì tôi sẽ hiểu được cách Chúa thương tôi. Và để làm được điều đó, mình sẽ hiểu được rằng Chúa ở trong mình như thế nào. Chúa yêu thương mình nên Chúa ở trong cuộc đời của mình, Chúa ban ơn cho mình. Và từ đó mình mới biết yêu Chúa qua việc mình yêu thương bản thân mình, tại vì mình biết có Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Và khi mình yêu được chính mình như thế, mình mới yêu được người khác như mình yêu chính mình. Nhiều khi chúng ta yêu người khác như mình muốn nên họ, chứ không phải là vì mình yêu họ như chính mình. Và vì thế Chúa mới dùng cái dụ ngôn để giải thích cho cái người thông luật này, vì muốn chứng minh rằng mình có lý hơn nên Chúa dùng dụ ngôn này để giải thích cho anh ta. Cái dụ ngôn người Samari nhân hậu, tôi xin nói ngắn gọn thêm chị. Người thông luật này muốn chứng tỏ mình có lý nghĩa là gì? Ông ta muốn chứng minh rằng trong cuộc đời này có những người mình không cần phải yêu. Vậy thì tôi phải lựa chọn ai là người xứng đáng được cái tình yêu của tôi. Hay nói một cách khác, ai là người thân cận thật sự để xứng đáng được hưởng cái tình yêu mà yêu như chính mình. Và chúng ta thấy đây là một cái lý luận rất logic, phải không? Ai trong chúng ta cũng vậy. Mình dạy con cái cũng vậy. Ai người xứng đáng được tình yêu của mình, ai không xứng đáng, ai là mình phải loại họ ra khỏi cuộc đời của mình. Nhưng Chúa không có nói với anh ta phải đi tìm cái người nào xứng đáng được tình yêu của mình. Nhưng mà Chúa nói gì anh chị em? Chúa hỏi ai là người thân cận của anh? Ai là người thân cận của cái người bị nạn dọc đường đó? Và anh ta trả lời, chính cái người biết thực thi lòng thương xót. Anh ta mời xin Chúa chỉ cho anh ta ai là người thân cận để xứng đáng được tình yêu của anh ta. Thì Chúa hỏi anh ta lại, vậy thì ai là người thân cận thật sự của một người bị nạn? Và anh ta trả lời, cái người biết thực thi lòng thương xót. Và Chúa mời gọi anh ta trở nên người thân cận. Thay vì tôi đi tìm người thân cận, tôi phải là người thân cận trước. Đó là cái mấu chốt của vấn đề. Thay vì tôi tìm ai xứng đáng được tình yêu của tôi phải là người biết yêu thương trước, đi bước trước trong tình yêu. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa anh chị em để ý, cái hành động của lòng thương xót nó nói lên cái bản chất của tình yêu và nói lên Thiên Chúa là ai thật sự là như thế. Chúa muốn biểu lộ với anh ta Chúa là ai qua hình ảnh của người Samari. Có bốn người đi đường, một người bị nạn bị cướp sạch dọc đường, ba người còn lại thì hai người đầu là một người là linh mục đó anh chị em, đi mà không dừng lại, thấy nhưng mà bỏ lỡ. Đây là một cái câu nói rất là mỉa mai đối với người linh mục như chúng tôi. Nhiều khi chính mình nghĩ mình phải làm cái này cái kia, nhưng mà mình không biết dừng lại trước đau khổ của người khác. Tôi nghe có một câu chuyện của một linh mục chia sẻ cái kinh nghiệm của ông ta. Ông ta kể là ông ta gặp một người giáo dân, và người giáo dân này bỏ đạo nhiều năm. Mà lý do người giáo dân này bỏ đạo nhiều năm vì anh ta nói rằng con hận cha xứ của con. Tại sao hận cha xứ của anh? Là tại vì hôm đó con dắt ba con 90 tuổi rồi đi theo cha xứ, cầm theo mì thư bỏ trong túi rồi, nhưng mà chỉ gặp cha xứ chỉ xin một điều thôi. Mà
Mà cha xứ nói tôi không có rảnh tiếp ông, tôi không có rảnh tiếp ông, tôi bận lắm, ông đợi bữa khác đi. Và ba con già rồi cứ lết lết theo cha xứ như vậy. Và từ đó con quyết định không đến nhà thờ. Con không đến nhà thờ. Tôi nghe được cái câu chuyện đó anh chị em mình cũng chột dạ. Không biết có lúc nào mình cũng như thế không? Mình bận rộn, mình lo cái này, lo cái kia. Nhưng mấu chốt là gì? Mình lo cái hình ảnh của bản thân mình. Khi mình biết lo cho hình ảnh bản thân mình sợ người khác xét đoán mình, cuối cùng mình không biết nhạy cảm với cái đau khổ của người khác. Mà khi mình không biết nhạy cảm với đau khổ của người khác, họ mất niềm tin. Mà nhiều người linh mục của chúng tôi rớt vào trong cái cám dỗ này anh chị. Khi mình phải sống với cái hình ảnh bề ngoài nhiều quá, mình có nguy cơ như thế. Và người ta chứng minh được điều đó anh chị. Khi một người phải mải mê chứng minh mình với người khác, thì có khả năng lớn là họ không thấy được nhu cầu của người khác bên mình. Khi tôi mải mê chứng minh tôi là ai với người khác, thì cơ may lớn là tôi không nhìn thấy được nỗi đau, đau khổ, cảm xúc của người thân bên cạnh tôi. Mình để ý, mình phải vội vàng, mình phải lo, mình phải suy nghĩ, mình phải đối phó, đến cuối cùng không có chỗ trong tâm cảm mình cho những người cần. Nhiều khi mình có thể có người kể với tôi chứ, hôm đó con cảm thấy hối hận vì con đi làm mà con mệt, và con nghĩ ngay đến chuyện là làm sao để gặp khách, để tiếp khách ngày mai, để thuyết phục khách mua sản phẩm của con. Đang suy nghĩ vậy, đứa con nó chạy tới, nó khoe ba con được điểm 10 rồi, đi ra chỗ khác, ba bận. Cái tối hôm đó tự nhiên chợt nhớ lại, ô tại sao mình đẩy nó ra, đứa con mình nó tới nó khoe điểm của nó, mình không khen nó mà mình thấy nó quấy rầy mình, đẩy nó ra khỏi cuộc đời. Đứa con lủi thủi đi vô phòng. Nhiều khi chính chúng ta cũng vậy anh chị, mình dễ bỏ lơ niềm vui và nỗi buồn của người thân của mình vì mình phải lo rất nhiều thứ. Vì thế cái điều người Samari làm là gì? Ông ta nhìn thấy nhưng không bỏ lỡ. Ông ta đến gần, ông ta chặn lòng thương, ông ta lấy dầu rượu ra băng bó vết thương cho người đó, ông ta vác lên lưng lừa, ông ta đưa về quán trọ và ông ta nhờ người chủ quán trọ phụ chăm sóc, và ông ta hứa sẽ quay lại trả phần tiền còn lại. Đó là hành động của lòng thương xót anh chị. Thấy, chặn lòng thương, đến gần, băng bó, đi một đoạn đường và nhờ người cộng tác chăm sóc với mình và hứa sẽ quay trở lại. Vậy thì yêu phải là như thế, phải thấy được, phải có khả năng cảm được, chặn lòng thương được, phải đến gần được, phải đi cùng với người đó được trên một đoạn đường, phải có khả năng mời người khác cộng tác với mình, giúp đỡ chung với mình, và không bỏ rơi mà có khả năng quay lại. Vậy thì người đó là ai anh chị? Người đó không ai khác ngoài Chúa Giêsu. Chúa Giêsu thấy được nỗi đau của con người. Thiên Chúa chặn lòng thương đến với chúng ta, làm người với chúng ta, đi một hành trình con người với chúng ta, chết cho chúng ta để chữa lành vết thương cho chúng ta, gửi gắm chúng ta cho giáo hội, cho các tông đồ, cho những người tin Chúa, mời gọi họ cùng cộng tác chăm sóc, và rồi quay trở lại để đón chúng ta. Đó là hình ảnh của Chúa Giêsu, không ai khác hết. Nghĩa là gì? Chính Chúa làm điều đó, và Chúa cũng mời gọi chúng ta làm điều đó. Hãy thấy nỗi đau, hãy biết chặn lòng thương, hãy dám đến gần, hãy cùng đi một đoạn đường, hãy cùng nhau chăm sóc và cùng nhau quay trở lại. Vậy ngày hôm nay cái quán trọ mà Chúa gửi những người đau khổ đến là ở đâu anh chị em? Là nhà thờ, là cộng đoàn. Và nhiều khi nhà thờ là cộng đoàn, là nơi mà Chúa muốn
những người đau khổ, gặp tổn thương dọc đường, bị cướp dọc đường, nó có thể đến để được ơn chữa lành. Nhưng mà mình cũng đặt câu hỏi dí dỏm hơn chứ. Ngày hôm nay mình đến nhà thờ mình có cảm thấy được chữa lành. Tôi nhớ có một lần tôi sang Mỹ đi xin tiền đó anh chị em, nuôi mấy bé một cô trong nhà đi xin tiền, được cha xứ cho đứng ở ngoài cửa nhà thờ đó, rồi chờ để xem coi có ai đi ngang thấy mình cần cho mình đồng nào thì cho. Cha xứ nói với tôi chứ là ở đây luật của tụi con khó lắm cha. Thứ nhất là các đức cha không cho phép các cha Việt Nam sang đây xin tiền, muốn là phải xin rất là khó, mà nếu mà con làm như vậy thì kẹt cho con lắm, nên cha thông cảm. Cái thứ hai nữa là nếu mà cha xin tiền ở đây rồi giáo dân người ta không có đóng góp tiền xây dựng nhà thờ hay trả nợ cho nhà thờ, nên con làm một điều này là giúp cho cha, là con sẽ giới thiệu là cha ở Việt Nam sang cha đang làm gì, rồi giáo dân ai đi ngang mà thấy cha thì họ muốn giúp sao đó giúp, thì không liên quan con. Nên cha rơi ra trước cửa nhà thờ đứng cuối lễ. Vì sao vậy? Vì trong thánh lễ tụi con sẽ xin tiền hai lần. Lần đầu là lần lắc giỏ đó, lúc mà dân lễ đó anh chị em. Lần thứ hai là xin tiền để trả nợ cho những cái dự án của nhà thờ. Nên lắc giỏ hai lần rồi. Nên nếu mà xin cho cha trong nhà thờ nữa là không được. Nên cha ra cửa nhà thờ đứng cuối lễ nha. Thì cha cho sao làm vậy? Thì đúng là trong thánh lễ đó người ta lắc giỏ hai lần thiệt. Ta lắc giỏ hai lần xong rồi cái có một người giáo dân đi ra gặp con nói: cha ơi, con xin lỗi cha, hôm nay con bị cướp hai lần rồi, giờ đến gặp cha con không còn đồng xu nào để cho cha hết. Nói một cách hơi mỉa mai và dí dỏm là gì, lần nào con đi lễ con cũng cảm thấy con không còn đồng xu nào trong túi hết. Tôi chột dạ, tôi muốn chạy trốn anh chị, thấy giống như mình là người thứ ba làm cho người đó không còn đồng xu nào trong túi, tội nghiệp họ. Nhưng mà đôi lúc chúng ta thấy nhà thờ là nơi chúng ta đến để kinh nghiệm được chữa lành. Nó rất không may nếu mình cảm thấy đi nhà thờ là một gánh nặng. Nó rất không may đến mình đến nhà thờ mình không cảm thấy mình được chữa lành, nhưng cảm thấy mình mất đi nhiều hơn thay vì mình được Chúa. Hay là mình nghe những câu chuyện, những cái điều mà tiêu cực nhiều quá, mình cảm thấy về mình còn tiêu cực hơn nữa chứ. Không, nhà thờ là nơi mà Chúa gửi mọi người bị thương dọc đường đến để kinh nghiệm được chữa lành, và Chúa hứa sẽ quay lại. Và xin cho chúng ta cũng như vậy anh chị em, trong cuộc đời chúng ta mình cũng là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Chúa cũng gửi người này người kia đến trong cuộc đời mình cách này cách khác, vợ mình, chồng mình, con cái mình, anh chị em mình, bạn hữu mình, ai cũng có vết thương trong hành trình cuộc đời, ai cũng bị tổn thương cách này cách khác. Làm sao để khi họ đi ngang qua cuộc đời của mình kinh nghiệm là Chúa gửi họ đến với mình để nhờ mình chữa lành cho họ, nhờ mình đi với họ một đoạn đường. Và nhiều khi cuộc sống của chúng ta mình cũng chỉ đi với nhau một đoạn đường thôi. Con cái mình đẻ ra mình cũng đi với nó một đoạn đường thôi anh chị, đúng không? Mình đâu có đi với nó suốt đời. Vợ chồng cũng đi với nhau một đoạn đường thôi. Ước mong sao đoạn đường đó là đoạn đường chữa lành thật sự, là đoạn đường của lòng thương xót, của kinh nghiệm được đến gần, được đắp bó, được chia sẻ, được lắng nghe. Và như thế chúng ta sống được bác ái, yêu mến Chúa hết lòng và yêu tha nhân như chính mình.